Chương trình siêu trí nhớ học đường, cô là Lê Thị Hạnh, cô đến từ trường Trung học cơ sở Tân Bình. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em nội dung bài học đại lượng tỷ lệ nghịch và một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. Trong nội dung bài học này, các em hãy nắm vững 3 kiến thức sau đây. Thứ nhất, định nghĩa tỷ lệ nghịch. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng a chia x hoặc x nhân y bằng a với a là hằng số khác không, thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a. Kiến thức thứ hai mà các em cần nhớ đó là tính chất của tỷ lệ nghịch. Tính chất 1, tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ. Tức là x1 nhân y1 bằng x2 nhân y2 bằng x3 nhân y3 bằng vân vân và bằng a. Tính chất 2, tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Tức là x1 phần x2 bằng y2 phần y1 hoặc x1 phần x3 bằng y3 phần y1, vân vân. Kiến thức thứ ba các em cần nhớ là một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. Thì đối với bài toán điền bảng, phương pháp làm là nhân dọc chia ngang. Còn đối với một số bài toán đố thì phương pháp là dùng tính chất của tỷ lệ nghịch hoặc dùng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để giải. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, định nghĩa tỷ lệ nghịch thông qua một số ví dụ sau đây. Ví dụ, viết công thức tính. Câu A, cạnh y cm theo cạnh x cm của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm vuông. Thì khi đó y sẽ bằng 12 phần x. Câu B, lượng gạo y kg trong mỗi bao theo x khi chia đều 500 kg vào x3. Thì khi đó chúng ta sẽ có y bằng 500 phần x. Câu C, vận tốc v km/h theo thời gian t giờ của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km. Thì khi đó v sẽ bằng 16 chia t. Các em quan sát 3 công thức này. Hãy cho biết các công thức trên có điểm gì giống nhau. Thì điểm giống nhau ở đây là đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia. Và từ 3 công thức này chúng ta có định nghĩa như sau. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng a phần x hay x nhân y bằng a với a là hằng số khác không, thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a. Ví dụ, cho biết y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ -3,5. Hỏi x tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ nào? Vì y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ -3,5 nên chúng ta có y bằng -3,5 phần x. Từ công thức này chúng ta rút ra được x sẽ bằng -3,5 phần y. Vì vậy, x cũng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là -3,5. Từ bài tập này, chúng ta có chú ý như sau. Nếu y tỷ lệ nghịch với x thì x cũng tỷ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỷ lệ nghịch với nhau. Tiếp tục chúng ta sang phần thứ hai, tính chất. Cho biết hai đại lượng y và x tỷ lệ nghịch với nhau. Với đại lượng x, chúng ta có x1 bằng 2, x2 bằng 3, x3 bằng 4 và x4 bằng 5. Với đại lượng y, chúng ta có y1 bằng 30 và tìm được y2 bằng 20, y3 bằng 15, y4 bằng 12. Khi đó, cô lấy x nhân y thì cô sẽ được x1 nhân y1 bằng 60, x2 nhân y2 bằng 60, x3 nhân y3 cũng bằng 60 và x4 nhân y4 cũng bằng 60. Từ ví dụ này, chúng ta rút ra được các tính chất như sau. Nếu hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì 1. Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ. Tức là x1 nhân y1 bằng x2 nhân y2 bằng x3 nhân y3 bằng vân vân và bằng hệ số tỷ lệ a. Tính chất thứ hai. Tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Tức là
x1 phần x2 bằng y2 phần y1, hoặc là x1 phần x3 bằng y3 phần y1, vân vân. Tiếp tục chúng ta sang phần thứ ba, một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. Với bài toán điền bảng thì như phần trên, chúng ta sẽ dùng quy tắc là nhân dọc chia ngang. Ví dụ cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau đây. Ở bảng này, với đại lượng x, x1 bằng 2, x2 bằng 3, x3 bằng 4, x4 bằng 5. Với đại lượng y, y1 bằng 30, chúng ta sẽ đi tìm y2, y3 và y4. Chúng ta sử dụng cái quy tắc làm là chúng ta sẽ nhân dọc chia ngang. Vì vậy để tìm được y2 thì nhân dọc cô sẽ lấy 30 nhân 2 và chia cho 3, cô sẽ được y2 bằng 20. Để tìm được y3 sẽ lấy 30 nhân 2 chia 4 được 15. Để tìm được y4 sẽ lấy 30 nhân 2 chia 5 được 12. Tiếp tục chúng ta đến với một số bài toán đố như sau. Bài toán 1. Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ. Từ đề bài này chúng ta có tóm tắt như sau. Ta gọi thời gian cũ là T1 sẽ bằng 6 giờ. Gọi vận tốc cũ là V1. Gọi vận tốc mới là V2. Và vì vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ cho nên V2 sẽ bằng 1,2 lần V1. Thời gian mới là T2 là đại lượng chúng ta cần đi tìm. Và đây là cái sơ đồ biểu diễn. Quãng đường từ A đến B. Ô tô đi từ A đến B với cái vận tốc cũ là V1, thời gian cũ là 6 giờ. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc mới V2 bằng 1,2 lần V1 và T2 là thời gian cần đi tìm. Chúng ta sẽ đi giải bài toán 1 như sau. Vì trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch nên ta có V1 phần V2 bằng T2 phần T1. Ở đây là chúng ta đã dùng tính chất của tỷ lệ nghịch. Sau đó chúng ta suy ra V1 phần 1,2 lần V1, tức là cô thay V2 bằng 1,2 lần V1. V1 phần 1,2 lần V1 bằng T2 phần 6. Ở đây T1 bằng 6 cho nên cô thay bằng số 6. Sau đó chúng ta rút gọn V1 cho V1 thì chúng ta sẽ được 1 phần 1,2 bằng T2 phần 6. Từ đây chúng ta tìm T2, chúng ta sẽ lấy 1 x 6 chia 1,2 và ta được T2 bằng 5. Vậy ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ. Từ bài tập này chúng ta đưa ra phương pháp giải như sau. Bước thứ nhất, chúng ta chỉ ra được các đại lượng tỷ lệ nghịch trong bài toán. Bước thứ hai, chúng ta lập được các tỷ số hoặc dãy tỷ số bằng nhau. Và bước thứ ba, dùng tính chất của tỷ số hoặc dãy tỷ số bằng nhau để giải. Bây giờ cô sẽ cho các em bài toán thứ hai, bài toán giúp các em lập ra dãy tỷ số bằng nhau để giải. Bài toán thứ hai như sau. 4 đội máy cày có 36 máy có cùng năng suất làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 10 ngày. Và đội thứ tư hoàn thành công việc trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày. Từ nội dung đề bài này, cô có tóm tắt như sau. 4 đội có 36 máy. Đội 1 hoàn thành trong 4 ngày. Đội 2 hoàn thành trong 6 ngày. Đội 3 hoàn thành trong 10 ngày. Đội 4 hoàn thành trong 12 ngày. Mỗi đội thực hiện trên diện tích mỗi cánh đồng như nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy. Chúng ta sẽ giải bài toán thứ hai như sau. Gọi x1, x2, x3, x4 lần lượt là số máy cày của mỗi đội với điều kiện là x1, x2, x3, x4 lớn hơn 0. Chúng ta sẽ có x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 bằng 36 vì cả 4 đội có 36 máy. Vì thời gian và số máy cày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch nên ta có 4 lần x1 bằng 6 lần x2 bằng 10 lần x3 bằng 12 lần x4.
Đây là chúng ta đã sử dụng tính chất của tỷ lệ nghịch. Và để từ tính chất này suy ra dãy tỉ số thì cô sẽ chia cả 4 vế này cho bội chung nhỏ nhất của 4, 6, 10, 12 là 60. Khi đó cô sẽ được 4x1 phần 60 bằng 6x2 phần 60, 10x3 phần 60, 12x4 phần 60. Và rút gọn đi chúng ta sẽ được x1 phần 15 bằng x2 phần 10 bằng x3 phần 6 bằng x4 phần 5. Nhờ dãy tỉ số này và hệ thức ở trên, chúng ta sẽ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Khi đó chúng ta sẽ được x1 phần 15 bằng x2 phần 10 bằng x3 phần 6 bằng x4 phần 5 bằng x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 phần 15 cộng 10 cộng 6 cộng 5 bằng 36 phần 36 và bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được x1 phần 15 bằng 1 thì x1 sẽ bằng 1 nhân 15 bằng 15. x2 phần 10 bằng 1 thì x2 sẽ bằng 1 nhân 10 bằng 10. x3 phần 6 bằng 1 thì x3 sẽ bằng 1 nhân 6 bằng 6. x4 phần 5 bằng 1 thì x4 sẽ bằng 1 nhân 5 bằng 5. Các giá trị này đều thỏa mãn điều kiện của đề bài, cho nên chúng ta đi đến kết luận. Vậy số máy cày của 4 đội lần lượt là 15 máy cày, 10 máy cày, 6 máy cày và 5 máy cày. Nói tóm lại, trong nội dung của bài học đại lượng tỷ lệ nghịch và một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch, các em cần nắm vững 3 kiến thức trọng tâm sau đây. Thứ nhất, định nghĩa tỷ lệ nghịch. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng a phần x hay x nhân y bằng a với a là hằng số khác không, thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a. Kiến thức thứ hai các em cần nhớ đó là tính chất của tỷ lệ nghịch. Tính chất 1, tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ. Tức là x1 nhân y1 bằng x2 nhân y2 bằng x3 nhân y3 bằng vân 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 và bằng a. Tính chất 2, tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Tức là x1 phần x2 bằng y2 phần y1 hoặc x1 phần x3 bằng y3 phần y1, vân vân. Kiến thức thứ ba các em cần nhớ đó là một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. Thì đối với bài toán điền bảng, chúng ta dùng kỹ thuật là nhân dọc chia ngang. Còn đối với một số bài toán đố thì chúng ta dùng tính chất của tỷ lệ nghịch hoặc tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để giải. Nội dung bài học này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau.